Ôi trời ơi. Bây giờ mới đi ăn cơm đây này. Chào các bạn trên diễn đàn nhé. Bây giờ tôi mới ăn cơm. Tôi hôm qua đi xem một cái video của cái bọn phản động ở Hà Nội đấy. Một cái con ranh con với con mẹ nó. Là bọn này là dân oan. Anh đến chỗ sở ủy ban đấy. Đến chỗ sở ủy ban nó bảo là nó mang máy điện thoại đến nó quay video. Nó bảo làm sao? Nó bảo là người nó là người dân, nó có quyền giám sát. Tao nói để cho cái lũ phản quốc biết này, cái người dân Việt Nam chúng tao không bao giờ có thời gian mà đi cầm camera, cầm máy quay đi ra ngoài đường đi quay giám sát công an với lại đi đến trụ sở công an với đến cảnh sát đi 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 quay đi giám sát công an. Chúng tao sống lý tưởng lắm. Tin về chúng ta không giống như chúng mày đến ủy ban với đến công an với lại đi ra ngoài đường cầm cầm máy điện thoại quay công an với lại quay ở nhà ủy ban với quay ở nơi cảnh sát người ta làm việc. Chỉ có ba chúng mày ăn ăn tiền của cái bọn mà RFM với lại tiếng nói tự do ở bên hải ngoại đấy, chúng mày ăn tiền của cái bọn đấy cho nên là chúng mày chứ đi phá rối để kiếm tiền. Chúng mày cứ nói bảo là chúng mày là người dân, chúng mày không phải dân Việt Nam chúng tao. Người dân Việt Nam chúng tao là như chúng tao đây này, đang đi làm kiếm sống này, đi làm chúng tao kiếm ăn no bụng là cũng đấy là cũng xây dựng đất nước rồi, đất nước không phải lo bận tâm đến chúng tao nữa. Cái thứ hai đó, chúng mày có thời gian đến đấy đi giám sát công an với lại giám sát ở sở ủy ban với đến cơ sở đến có một cái con đấy không biết con nào là dân oan tầm khoảng độ ba mấy tuổi đấy, đánh phân đánh thôn rồi là đến chỗ công an làm việc đấy. Cái con người Hải Dương nó ngồi bắt chân nó ngẩu lên hắn quay camera thì là cảnh sát người ta bảo cái chỗ người ta làm việc không được quay camera, nó bảo là các anh không không viết biển mà tôi là người dân tôi có quyền giám sát các anh tôi có quyền quay, đừng có lấy cái nê mà quyền dân chủ ra để đi áp đặt vào cái chỗ đấy nha, cái loại lũ không có học thức nha. Địp mẹ chúng mày không phải dân Việt Nam chúng tao đâu, chúng mày là dân oan với dân dân chủ, chúng dân mà yêu cái yêu cây đấy, chúng mày là yêu yêu mấy cái đồng tiền đô của cái bọn nước ngoài, cái bọn mà đi ăn xin ở bên hải ngoại kìa nó dán vào cái miệng chúng mày á, rồi chúng mày ra đường chúng mày hình hoang, chúng mày cậy là có cái bọn nó chống lưng cho chúng mày để ăn đi đến nhà đến đến hostel của thằng Mỹ nó khóc là dân oan nó ở Việt Nam oan oan cái gì oan, lấy quan tài mà chôn chúng mày đi á oan. Để chúng mày là cái thớ gì, tao nói cảnh sát Việt Nam với cảnh sát Mỹ nó tằng phát chết mẹ chúng mày này. Mẹ chúng mày, tao chỉ mong Việt Nam hắn theo cái luật pháp của nước Mỹ đi. Mẹ chúng mày bố láo tét một một cái con ở Hà Nội tầm khoảng độ hắn là con cái gì Linh đấy. Chứ ngồi trên 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 mạng lên là nói vào đi chứ một ngôi mộ cán bộ Việt Nam 14 tỷ, tao nói vậy cho con chó mặt lồn biết này. 14 tỷ chứ 20 tỷ. Nhà nước cũng phải bỏ tiền để xây người ta. Cái khi người ta cầm súng người ta lãnh đạo bộ đội mà đi giải phóng đất nước á, khi đấy mày đã chui ở trong lồn ra chưa, con đĩ mẹ thằng cha mày đang rút đầu ở dưới âm phủ này để trốn bom trốn đạn này, bây giờ mày thừa hưởng được mấy cái đồng tiền của cái bọn phản quốc phản động ở hải ngoại đấy chứ nó đưa về cho chúng mày rồi là chúng mày lên phát sóng đài chấn thương nước Việt rồi là dân chủ dân oan để chúng mày đi phá rối đất nước. Tao nói thật với mày, tao chỉ mong gặp được chúng mày đấy nha. Địt mẹ tao ngắt lưỡi, có từng đứa. Tao là cái người ngắt lưỡi chúng mày. Đừng có tưởng đâu là chứ bắt nạt công an, bắt nạt những cái người ta làm mà ấy là người ta không 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 nói ra được. Chúng tao là người dân này, đừng có phá rối chúng tao. Anh em bố mẹ tao hy sinh là gìn giữ cái nền độc lập cho chúng tao, chứ không phải dành cho chúng mày. Chúng mày cảm thấy mày chán sống á, ra cái cầu Xuân Trường Hà Nội đi nhảy không chết mẹ chúng mày đi nha. Còn đừng có mà nay đi đến ủy ban quay camera rồi ra ra chỗ cảnh sát quay camera để đến đồn công an quay camera để giám sát. Chúng mày là cái gì giám sát người ta? Chúng mày có phải dân Việt Nam chúng tao đâu giám sát. Tao nói chúng mày nhất một cái ngày mày giải phóng đấy, chúng tao hối hận. Kể mày giải phóng mà chúng mày mà chúng tao mà biết chúng mày là cái loại lật mặt như thế á,
mà không muốn chịu làm mà chỉ có chịu đi hưởng ăn phúc lộc của cái bọn ba que ở hải ngoại á, lấy cái ngày ông chúng tao này tằng 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 cho mày chết rồi không còn đến ngày hôm nay nữa. Tổ sư bố chúng mày chứ, chúng mày đến ủy ban đi quay giám sát với lại đi đến cổng công an giám sát với lại đi ra đường là chúng mày cố ý là chúng mày chứ, cái thời buổi nào cảnh sát người ta đi làm việc là chúng mày cố ý chúng mày đi xe đi ra ngoài đường đấy, là chúng mày lấy máy chúng mày đăng đi, chúng mày thấy người ta kiểm tra giấy tờ chúng mày cũng đậu xe lại để đi kiểm tra đi đi quay phim. Cái học thức của chúng mày để đâu á, thằng cha con đĩ mẹ chúng mày không không dạy chúng mày à, không dạy làm người à, toàn cứ dạy đi làm phúc vật à. Tổ sư bố có loại phản quốc phản động chúng mày nữa, cái khi mà bom rơi đạn nổ đấy chúng mày rút ở dưới đâu à, chúng mày biết cái bọn Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, cái bọn diệt chủng, cái bọn mà làm ấy chém đi chém lượt người ấy, cái bọn mà nhận người xuống sông xuống suối ấy, cái bọn đấy là bọn đóng đinh vào đầu người người ta mổ bụng người ta, cái bọn đấy, cái bọn Việt Nam Cộng Hòa đấy, cái bọn Việt Nam Cộng Hòa mà chủ tịch của nó còn, tổng thống của nó còn lôi ra hắn chặt đầu kìa, chúng mày là cái thớ gì 3 tuổi danh con lên mấy cái một cái con mười mười khoảng độ 12 tuổi thôi nó cầm cái mà đi cùng với con mẹ nó đi đến chỗ trụ sở ủy ban đấy và là người ta quay người ta đang làm việc người ta ra, người ta bảo đi ra ngoài đi người ta đang làm việc đừng có đến đây đi quay cũng, nó bảo là tôi là người dân tôi giám sát 3 tuổi danh con còn chưa chưa bỏ ghế nhà trường cấp 1 vô lao vô tiệt. Tôi bảo ấy, cho nên là tôi bảo là Việt Nam mình ấy phải cải sửa lại pháp luật đi. Cái bọn nó không phải dân Việt Nam mình đâu. Cái bọn ấy bây giờ chưa bắt mang ra đảo Phú Quốc đấy, nhốt nó ra ngoài đấy, cho nó hưởng thế nào lễ độ, người ta giải phóng như thế nào. Chứ còn đấy chứ để cho nó sống nhởn không nhơ. Bây giờ mình là người dân Việt Nam này đi làm vật mặt cái kiếm ăn. Bây giờ anh chỉ dựa vào cái đất nước của mình để hắn tung tin xấu lên rồi hắn dựa vào đất nước của mình không phải đi làm gì anh kiếm ăn. Tại sao mình phải làm như thế? Chúng tôi là người dân chúng tôi phải đi làm để kiếm ăn. Hắn là cái lũ chế độ cũ rồi là cái bọn đấy là cái bọn gì đấy? Cái bọn đấy là bọn địa chủ ngày xưa mà theo Pháp, theo Nhật đấy. Bây giờ nó hợp tác với cái bọn 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 bọn, bọn ba que là nó chống phá Việt Nam mình. Mình để cái bọn đấy làm gì? Ra đường hắn túm lấy cổ áo cảnh sát hắn đánh. Rồi lên quay phim. Miệng tay thì nó đánh cảnh sát, miệng thì nó la làng nó bảo là cảnh sát đánh nó. Rồi hắn đến đồn cảnh sát nó chém cảnh sát chết. Bây giờ mình không mạnh tay với nó để làm gì, toàn có bọn phản quốc ấy. Người dân người ta có ý thức, người dân Việt Nam người ta trải qua chiến tranh nhiều rồi, người ta phải biết giữ cái hòa bình người ta. Mà nếu mà Việt Nam mình ấy, mà đi ra đường mà nhìn thấy cái bọn mà cãi nhau với cảnh sát đấy mà đứng quay camera, cái bọn nó bọn phản quốc không phải dân mình đâu nha. Cái bọn đấy là các ông mà đi ra đường mà nhìn thấy nó đấy là các ông phải phải đánh cho chết mày ăn đi. Chứ còn đừng có tưởng đâu là nó là người Việt Nam, là nó không phải người Việt Nam đâu, chúng nó là cái bọn hắn ăn tiền của cái những cái đài tiếng nói tự do với cái đài RFM với lại đài đài của cái đài tiếng nói tự do của Vạn Đức cái kìa, toàn có cái bọn phản quốc phản động tuyên truyền bố láo kìa. Nó còn ngồi trên mạng nó nói gọi là giải phóng miền Nam là chia cách hai miền Nam Việt Nam với miền Bắc để con đi mẹ chúng mày đủ bản lĩnh nối thoại với tao đi, chúng ta không giải phóng đấy, những cái người Việt Nam hắn chặt đầu hắn dìm uống nước ấy, con người ta đang chăn trâu hắn bắn cho con người ta chết đấy, chúng mày tưởng đâu là cái ngày giải phóng nó chết vài cái đứa Việt Nam Cộng Hòa rồi chúng mày cảm thấy đau thương thế, chứ chúng người người cộng sản chúng tao chết hàng 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 vất vạn gấp trăm lần nó đấy, chúng ta không đau thương à, hay là chúng mày là người, chúng ta không phải là người, tao nghĩ chúng mày là súc vật còn chúng tao mới là người, chúng tao đã im lặng nên không thèm nói, chúng mày chứ tưởng đâu là chúng tao ngu đần không nói, tao nói cho chúng mày biết nè. Mày muốn định bảo thằng Đào Minh Quân đưa cái đoàn quân của thằng Đào Minh Quân với con Lisa Phạm với con Mã Tiểu Linh với là con Trăng Lê với lại thằng thằng Quốc Huy ở Hàn ở hải ngoại nữa, cái lũ phản quốc mà chứ hay lên với lại cái trung cái đoàn đội quân của thằng 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 anh em của Hoàng Khơ Minh, thằng Hoàng Khơ Định nha, con cháu nhà ba đưa đưa cái bọn Việt Nam cũng mà lưu vong ở nước ngoài đi về Việt Nam để lật đổ cộng sản. Mấy năm
Caviar mà nhờ vào mấy cái con cảnh cạch ở Việt Nam này chống phá để lật đổ cộng sản á. Tao nói cho chúng mày biết này, mấy cái đứa mà Việt Nam mà chưa đi ra đánh cảnh sát với chửi cảnh sát với đi quay camera đấy, chúng mày đủ bản lĩnh gọi thằng Đào Minh Quân với cái bọn ở hải ngoại đưa quân về đi. Cộng sản chúng tao đéo cần phải đánh nha, bộ đội không phải ra tay, du kích không phải ra tay. Chúng ta chỉ cho cái lớp này, lớp lớp 5, lớp 6 đấy, chỉ mình ngoài Bắc thôi, chỉ cần ngoài Bắc mà chỉ cần hai xã thôi, hai tỉnh thôi, hai tỉnh như ví dụ như tỉnh Bắc Giang với tỉnh Hải Dương, hai tỉnh thôi. Cái bọn trẻ con đấy là hắn không cần súng đâu, mà hắn chỉ cần súng giun thôi, hắn bắn chúng mày lòi mắt ra, chỉ trong dọn chúng mày trong vòng 3 tiếng đồng hồ là hắn dọn sạch rồi, chứ đừng có nói là dùng đến bộ đội hay dùng đến du kích chúng tao nữa đâu. Mày tưởng nó là nó dễ nốt cộng sản đó mà. Chúng mày học được cộng sản được mấy lối, học được cộng sản được cái gì? Chúng mày khôn, chúng mày ngày xưa mà đánh nhau với cộng sản đấy, cái ông tướng ông tá của quân đội Việt Nam Cộng hòa chúng mày đấy, lấy súng lấy đạn rồi là đem ra đi bán cho cộng sản để lấy tiền tham ô tham nhũng, bán cho cả cộng sản một xe đạn 4-5 ngàn đô đấy, lấy cái tiền đấy để dùng cá nhân trong gia đình, rồi là cho anh em coi như đi lượn một vòng rồi về, rồi coi như là hôm nay dùng hết đạn rồi, thằng Mỹ biết cái gì đâu. Đó đó, tướng tá của chúng mày như thế đấy, rồi là đeo đạn nhiều quá thì vứt đi, vứt xuống sông ấy, rồi cộng sản chúng tao lội nó nhặt được, nó lại bắn lại chúng mày, gậy ông đặt mưng ông. Bây giờ chúng mày tưởng nó là dựa vào mấy cái con cảnh cạch, mấy con cavia, mấy cái con bắt rong ở Việt Nam hắn lừa đảo chúng mày để hắn kiếm ăn, rồi là chúng mày nhờ tưởng nó là dùng mấy cái con cờ đó để đi 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 lật đổ cộng sản á. Chúng mày mù, chúng mày có diễn hề diễn kịch cũng chỉ là hạng bét thôi, cái hề của chúng mày không bằng hề Xuân Hinh đâu. Cho nên tao nói để cho chúng mày biết, chúng mày chỉ hơn con chó một đôi đũa mà thôi, nghe chưa? Tôi nên là tôi nói cho những các cái người cảnh sát công an đấy, đi ra đường phải tỉnh táo, nhìn thấy cái bộ mặt ai là dân Việt Nam mình, ai là phản quốc là nhìn thấy rõ, là nhìn thấy cái bọn phản quốc đó không cần phải lịch sự với nó, cái bọn nó không cần phải lịch sự, bằng cho đi đời luôn đi. Còn Việt Nam, cái người Việt Nam mình đấy là người ta đường ra đường đấy là các anh hỏi là chào bác, cho con xin kiểm tra giấy tờ, thì người ta sẵn sàng người ta đưa giấy tờ cho anh. Bây giờ anh đi ô tô, anh đi xe máy, người ta không kiểm tra trong 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 xe, trong cốp anh là súng là đạn rồi là thuốc phiện heroin là mang đi cho trẻ con người người ta ăn thì làm sao? Đi diệt vong à? Người ta kiểm tra anh lại còn đi chống đối người ta, anh lại chửi bới rồi anh đánh người ta. Tao nói để cho cái lũ phản quốc hoạt động biết là bây giờ chúng mày không đi biểu tình nữa, mà chúng mày tham gia giao thông để nhằm lấy được một cái video đánh cảnh sát, chửi cảnh sát để ra ý là chúng mày oai hùng lắm, chúng mày đánh cả cảnh sát, chúng mày đến cả trụ sở ban đi quay, đến chúng mày đến cả công an chúng mày đi quay video để chúng mày nổi tiếng, để cho cái bọn hải ngoại đó nó mù mắt đấy, nó gửi tiền về cho chúng mày ăn. Nhưng mà chúng mày ăn những cái đồng tiền mà của cái bọn Việt Nam Cộng hòa mà ở bên nó 70-80 tuổi, nhà nước nó cho nó được hạ một tháng được 300 đô đấy, mà ăn bón chín về cho chúng mày đấy, là chúng mày ăn cơm của người ta. Đấy là cái mà chúng mày là cái loại thất đức, chúng mày lừa đảo để ăn bát cơm của người ta. Thế anh đi lừa thằng Mỹ, nó anh đi làm nô lệ cho thằng Mỹ, con gái thì nô lệ tình dục, một con trai đi đánh thuê nô lệ để anh kiếm. Hôm nay nó kiếm được 2 đồng bạc một tháng là được 300 đô của thằng Mỹ ăn, rồi chúng mày lại đi lừa của nó mất nửa bát cơm. Chúng mày ở nhà lừa nó, chúng mày ăn béo như con trâu xe, mà nó ở bên hải ngoại chúng mày nhìn thấy chúng nó, anh đi ăn xin suốt ngày ấy, anh đi xin chỗ nó, anh đi xin cái người nó như cái dây neo ấy. Cho nên chúng mày là một cái loại con đỉa hút máu người. Tao rất bức xúc về cái bọn mà đi ra đường mà chứ đánh cảnh sát với chửi cảnh sát với quay camera. Cái hôm tôi xem một cái clip của cái thằng đi ngược chiều, người ta gọi đứng lại không đứng, rồi là còn tí nữa là đâm vào hai cái đứa bé đó. Là người ta bế hai đứa bé, người ta cứu được hai đứa bé, rồi là nó bỏ đấy là nó chạy, người ta đuổi được nó là người ta mới cho nó hai một một cái dù cùi vào đít ấy.
là nó gọi em nó ra, nó gọi chú nó ra, bắt đầu là chửi. Thằng thằng em nó ra, nó gọi điện về cho bố nó cầm cái điện thoại mà anh bảo đi mẹ mày, mày đánh tao đi, mày đủ bản lĩnh thì đánh tao như em tao đi. Địt mẹ mày, hắn điện về cho bố, bố nhấc máy nghe, hắn bảo là địt mẹ cái thằng công an này nó đánh, hắn đánh thằng Hùng này, hắn đang định đánh cả con này. Đó. Hắn nói với bố nó mà như nói với là kẻ thù ấy, địt mẹ đấy. Cho nên đến khi thằng bố nó ra ấy, thì bố nó được có hỏi đàng hoàng đâu. Bố nó ra cũng như nó, nồi nào giống nấy. Ra đến nơi mặc cái quần lên 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 bện háng ấy, cởi trần ra. Ra anh bảo đây này, địt mẹ chúng mày đánh con cháu tao, nó làm cái gì mà chúng mày đánh con cháu tao? À, địt mẹ chúng mày, mày tưởng mày khoác cái áo cảnh sát công an chúng mày đánh người à? Thế nội kia, hắn là mà người ấy, hắn đào đạo bố người ta rồi, nhưng mà mấy chú cảnh sát không nói đi nói lại. Nhưng mà trong cái một cái video người ta bình luận đấy, chính cái thằng mà cảnh sát cho một người cui đấy, hắn quay camera, hắn quay mà người ta bình luận 10 người thì bảo là mấy chú cảnh sát thì là đánh bỏ mẹ thôi đi. Người ta lại ví vào nước Mỹ nè, nếu nước Mỹ bắn chết mẹ trong mày nồi là cha nào con nấy, có phải được cái mã cho người ta chửi không? Đó, rồi đời sau là hắn ra ăn chửi ra thế, rồi đời sau là nó bảo là à, đi mẹ chúng mày, chúng tao đóng tiền cho chúng mày đi đi. Tôi nói đi nè, cái khi mà nó bị cướp ấy, hay là bị giật ấy, hay là bị cái bọn bọn cướp mà vào nhà nó mà ăn cướp ấy, tôi không biết là nó gọi ai, hay để bố con nhà nó giải quyết được rồi, cần gì cảnh sát công an nữa. Đúng không? Cho nên là tôi mới bảo thế này, giải phóng dân tộc thì cái bọn phản động nó bảo là chia cắt hai miền Nam Bắc. Người ta giải phóng dân tộc thì chẳng qua là đánh đuổi những cái bọn xâm lược với đánh đuổi những cái bọn tay sai thôi, còn nhà ai người ở vẫn là nguyên. Những cái đứa tay sai thì nó chạy theo Mỹ rồi, còn những đứa nào ở lại thì đi tù để hết thời hạn là nó cũng về, thì nó cũng đi HO đi sang bên Mỹ, nó có đâu ở nhà. Thế rồi là anh em là nó ở nhà, hắn ở bên Mỹ hắn xui xúc anh em nó đi biểu tình, rồi là hắn lừa đảo, hắn bảo là đi biểu tình nên nếu bị bắt thì hắn xin cho sang Mỹ ở. Hắn tưởng nó sang Mỹ là lý tưởng lắm đấy, nhìn con Kim Thành với con điếu cày đấy bây giờ, chứ như ngày nắng như chang chang rồi là đi đi xách cái bì này hông đi đến những các cái thùng rác người ta đổ rác để giấy chùi đít, giấy chùi lồn rồi các thứ đấy, chùi miệng chùi môi đấy, rồi cứt con nít ỉa bả đấy ra đi đi canh như thế này để nhặt cái chai chai mang đi bán đấy. Đó, thằng điếu cày với lại thằng vợ chồng nhà Huy Hảo. Cho nên á, những cái người mà phản quốc phản động. Chào cháu. Cô nói chuyện con à? Con này cũng là một người Việt Nam, nhưng mà con thấy đúng cô nói chuyện đúng là một người đã từng trải qua một thời chiến tranh rồi, ngày xưa các cô đã từng trải qua, nhưng mà cô nói như thế là con Nghe là này, không phục cô. mạng mà cô bực mà cơm chưa ăn đang để đây này mà phải nói ra rồi biết ăn cơm. Mạng mà Vâng. nhờ cái tham mô giao thông đấy mà bực, rồi là xem cái bọn mà đánh cảnh sát rồi là hắn lại nói lên mạng bảo là giải phóng miền Nam là chia cắt hai miền Nam Bắc, chết chóc đau thương. Thế hắn giết người mình, hắn bỏ trong cái nhà tù Côn Đảo bây giờ, hắn đóng đinh vào đầu gối này, rồi là đóng đinh vào đầu này, rồi hắn mổ bụng người ta này, hắn lấy tim lấy gan rồi, rồi hắn nhốt người ta trong cái lồng như đốt chó, hắn phơi ngoài nắng ấy kìa, rồi hắn nhốt ngàn người trong cái nhà đấy, ỉa đái ăn uống ở trong đấy, rồi là tên là hắn dội nước vôi xuống, nắng thì nóng như thế thì chịu đâu nổi. Hắn bắt người mình đi tù thì chỉ có chết, không mang được người về, người nó mà mình đi tù mình đang còn về được đi sang bên Mỹ sống này. Thế mà chứ há miệng nói là cộng sản hèn với giặc ác với dân, nên cô mới bảo là chúng tao hiền mà chúng tao còn đánh cho Mỹ cút, đánh cho chúng mày phải nhào thì tụt quần nữa mà chạy, chúng mày đang nguồn bảo cộng sản chúng tao hiền, còn nó tức với mấy cái đứa mà anh chứ chạy đến cái đồn cảnh sát anh quay video để anh bảo là quyền của anh không phải dân mình đâu giáo ạ. Cái bọn là cái bọn ở Hà Nội mình là cái bọn địa chủ, cũng có cái địa chủ là theo mình, có địa chủ là không theo mình, theo Pháp theo Nhật ấy. Rồi Lúc nó là những cái bọn mà gió sai từ nào theo chỗ ấy, cô có làm sai cái gì thì người ta mới bắt, người ta mới vi phạm, người ta vi phạm chứ đâu có phải là tự dưng mà bây giờ tự dưng mà đang đi mà người ta ra đường người ta bắt lại, người ta thổi lại, nó phạt tiền, đúng không cô?
Thì cô mới nhìn thấy cái chú công an này, chú tuyết quầy, chú nó bảo dừng lại. Thì chú nó có chào nó như này này, chú bảo là mời anh xuống để tôi kiểm tra xe, kiểm tra giấy tờ. Đây là hôm luật công an người ta tra mình mà đầy đủ giấy tờ, mình là con người hẳn hoi thì đưa giấy tờ xem người ta kiểm tra không có thì mình đi qua ai, người ta buộc chân mình đâu, đúng không? Làm sao vậy, đúng đấy, cãi nhau với người ta, đánh nhau với lại anh không được quyền khám tôi, người ta không được quyền, người ta khoác áo cái nó làm gì, là cái Vâng. bọn bọn Cô nói anh là đi vào với một là tay anh đấy. cháu thì cũng là một con người trong sinh ra và lớn lên trong đất nước Việt Nam mình, nhưng mà theo cháu nghĩ là bây giờ thời buổi bây giờ là hiện đại quá rồi, thì đâm ra con người á cứ kiểu mà gõ xoay tiền nào theo kiểu ấy, cứ người này lợi dụng người kia để nói lên cái còn là cái đảng cộng sản của chúng ta là thế này thế nọ. Nhiều trong cái thời gian qua cái trường hợp đăng lên Facebook ấy là nói về cái đất nước mình rồi nói về nhiều đủ các kiểu, mà theo theo cháu nghĩ là đó là những con người nói như cô ạ, người ta chỉ có hơn nhau là con chó và con người là cái đôi đũa thôi, cho nên là người ta đã xúc phạm đến đất nước mình. Nếu như mà nói như cô là nếu như mà bên theo cái một cái chính sách của bên các nước khác mà bên công an là chắc sẽ bắn từ lâu rồi, chứ không giống như Việt Nam mình. Việt Nam mình là một đất nước yêu trụng hòa bình và muốn điều tra là từ đâu, bắt nguồn từ đâu đấy. Cô nói cháu nghe, hắn còn đến đồn cảnh sát, người ta kêu nó đến đấy làm việc, hắn còn đánh cả cảnh sát rồi. Rồi hắn có đứa mang dao hắn chém người ta. Nên cô mới bảo là Việt Nam mình cái ngày xưa mà mới chính ra đấy là cái ông Phạm Văn Đồng đấy. Ông tôi ở đúng là Phạm Văn Đồng, ông không phải, ông ở đúng rồi. Ông ra một cái lệnh coi như là quần lê nha. Người ta mang kéo người ta xẻo luôn, may luôn ở đấy luôn. Tóc dài người ta mang lại anh cắt luôn, không có tiền. Cắt 3 phân. Ngày xưa đấy, nhưng mà bây giờ thời đại tiến lên rồi, con người phải sửa đổi văn minh lịch sự. Đằng này toàn có đi thụt lùi, đi thụt lùi rồi toàn nói chuyện. Tức là cô cho, xin phép cô cho con hỏi, đó là cô người ở tỉnh nào cô? Cô ở Tân Yên, Bắc Giang. Con ở Thanh Hóa. Chung là nhiều khi con nghĩ con cũng cảm thấy là con cũng tự hào chung về truyền thống ngày xưa. Những khi mà ngày xưa rồi nghĩ lại cha ông rồi ông bà các con để lại chiến tranh rồi đất nước. Không có ông bà ngày xưa, không có bác Hồ ngày xưa thì bây giờ làm sao mà các con có được ngày hôm nay vậy ông cô? Cũng giống như ngày. Mà anh chửi Bác Hồ với lại anh sẽ đốt ảnh Bác Hồ đấy, không cần, Dạ vâng. không có thế giới Đấy là những con người như thế là chúng ta nên để cho pháp luật sẽ đưa những người đó ra và trừng trị thích đáng ở trong nước cháu, thì các ở bên Thái Lan với lại nó ở bên Mỹ kìa, nó mới dám làm đấy. Chứ Việt Nam mình đấy là bây giờ là có 8 tổ, 8 tổ người thì là quân đội, nhưng mà ở trên ấy là cảnh sát mạng. Ai ở đâu làm cái gì hoặc là trên mạng anh làm cái gì, anh nói cái gì ở đâu người ta biết hết. Chứ cô ở bên Đài Loan đây này, mạng của cô người ta vẫn biết là người Việt Nam ở Đài Loan hoặc là người Việt Nam ở Bắc Giang, người Việt Nam ở Thanh Hóa, người Việt Nam ở đâu, anh đến mạng có hết, ở đâu nó có hết, nó tự người ta viết ra, nó biết anh ở đâu. Cho nên cái bọn phản động bây giờ cũng không ấy, ngày xưa thì không không có, nhưng bây giờ mới thành lập đây này, nghị quyết mới thành lập đây. bây giờ có cái hội Chúa Trời hay là cái hội gì á, Đây con đây thấy cũng cái bọn bây giờ cuộc sống thì con người là phải lao động bằng mồ hôi nước mắt có được đồng tiền, bây giờ không lao động để đi theo Chúa Trời cô bảo bây thì giờ không làm này gì để sinh sống. động như này là hắn tìm đủ cách để hắn diệt người Việt Nam. Bây giờ đi nha, hắn bảo đi theo Chúa Trời, đến là anh cho uống cái nước 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 lá của Mỹ ấy, là ngáo đá này, cái đầu nó bị rối loạn rồi, đó là đứa nào nó lấy thì nhảy như đi, trong vòng vài tiếng là hết à. Cho đến nay hắn bảo là Chúa nhập đấy, nhập gì, heroin à, nó cho uống à, thuốc của Mỹ à, ngáo cho thuốc ngáo à. Rồi đến khi á là nó bảo là mỗi một người là đến như này là phải thông báo cho nó 150,
Còn anh nào mà đi đi làm công trưởng đấy là anh được ví dụ 3 triệu cho nó 1,5 triệu, càng được nhiều thì càng được lên trời nhanh nhanh cho chắc là anh bắc thang cho người ta leo lên trời. Sao Và người ngu thế, một trồng đất ở đâu một không cái, trồng. con cũng xem có một cái video mà con bé ở ngoài Hà Nội đứng từ, nó đăng lên Facebook đứng từ 3 giờ sáng để lạy Chúa Trời cho đến sáng. Con nghĩ những con người như thế thì mà đang đang học, đang ngồi trong sách bút của nhà trường, Cái đầu đang ngồi nó kiểu nó uống cái đang... bị nhiều quá rồi, bây giờ nó tê liệt cái não của nó rồi, chưa có biết cái gì đâu. Mà đấy là đại học sinh viên đấy, bây giờ là Dạ vâng đấy. đại học sinh viên với lại Giờ để ra để hắn dịch vong người Việt Nam mình. Nên vừa rồi với cảnh sát ấy. bây giờ nói đến khi mà đất nước của chúng ta, chúng con là chỉ là con cái và các thế hệ sau này thôi, nhưng mà theo con nghĩ đất nước của chúng ta ngày một càng hiện đại thì con người đâm ra sinh ra không có công ăn việc làm, rảnh rỗi quá là đâm đăng những cái hình như là Cháu nói về cái chỗ công an Việt đúng Nam cảm như này, trộm đây cắp lên Facebook cho con người nước mình đấy, từ làm năm cho 2000 trở về đây suy nghĩ. là nhà nước mình mới mở cửa cho những người xuất khẩu lao động đúng không, thì Dạ là vâng. ở Việt Nam mình đi trong vòng khoảng độ mấy năm là khi thì làm được những việc mắc nợ nhà nước. Mắc nợ nhà nước là nhà nước lấy tiền đâu, đấy là tiền của dân mang ra gửi đúng không, rồi nhà nước lấy cái tiền ví dụ như này dân mang ra gửi lấy có 5% thôi, năm 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 phẩy thôi, nhưng mà nhà nước cho dân vay là lấy 1 phẩy để gái thế, chứ rồi cái tiền đấy thì dân ra gửi chứ nhà nước đâu. Rồi anh đến anh đi xuất khẩu lao động thì anh vay của người ta, đến khi sang bên là làm không được, ngôn ngữ bắt đầu không làm được thì người ta cho về rồi lại đi rồi lại mất tiền lần nữa, kiểu kiểu như thế, rồi là nhà đem mất mẹ đi, phải trả tiền cho người ta thu tài sản, trả được người ta thu tài sản, rồi khi đấy lại chỉ bảo này nhà nước Vì thế cho nên là chính vì cho nên là bây giờ con người Việt Nam chúng ta mình không phải mình nói xấu nhau làm gì cô, đất. người Việt mình Vâng. hạnh, người Việt mình cô. Sau là như thế này này. Nhưng Cô nói cho cháu nghe là như này. Cái tệ nạn nhất là cái môi giới Việt Nam. Ví dụ nhà nước người ta lấy có 4.000 đô thôi. Cũng như các nước có 4.000 đô. Nhưng mà công ty ấy, là lúc nào cũng chỉ chặt cổ người ta ra lấy 1.000 đô. Hoặc mà ở đâu 10.000 đô, 11.000 đô. Đó. Công ty đấy, công ty là mất dạy nhất, cho nên là đừng có đổ cho chính phủ. Chính phủ người ta ra là cảnh sát người ta đến kiểm tra liên tục, chứ cái hôm cô về đây đi ra công ty đấy, chứ còn môi giới nó dạy nó dặn thẳng nó bảo đi, nếu như có ai hỏi em đóng tiền vào môi giới bao nhiêu thì em cứ nói là đóng 4.000 đô, mà đi sang Macau chỉ hết có 600 thôi, 500 đô thôi, hắn chặn cổ con người ta lấy 1.000 đô với 600 đô hay 700 đô, cho nên cái bọn môi giới rất mất dạy, cảnh sát không làm gì được, bây giờ hắn cứ giấu không có bằng chứng. Lao động thì là anh mà nói ra tôi không làm cho anh đi nữa đúng không, anh thù hằn anh không cô cho chủ không cho chủ nhận nữa, nên là đứa nào cũng phải phục tùng theo như thế, nó khổ là khổ như thế. Rồi sang bên đấy á, sang bên nước ngoài á, ngôn ngữ bắt đầu không làm được, rồi có đứa làm được có đứa không làm được, có đứa làm được thì đi chơi cờ chơi bạc hết tiền ổng đổ cho, không có công việc làm, ở bên này không có công ăn làm, đánh bài chơi gái với nước ngoài đấy, cô ở bên nước ngoài đây này, cô ở Đài Loan này, đánh bài đánh Dạ vâng ạ. chơi gái rồi hết tiền rồi không gửi về được cho bố mẹ, rồi lại cứ bảo công ty không có việc, rồi là đến làm với chủ đấy, dân người ta là ngày Tết người ta vẫn làm, nhưng mà người Việt Nam Tết không làm, ngày lễ không làm, khi nghỉ không, nó bắt làm là ra biểu tình chửi bới đánh nhau với chủ đó, rồi là chưa bảo làm sao mà người Việt Nam mình đi làm thông minh ai cũng thích, nhưng mà không không, không được bền, ví dụ như này Dạ vâng. không được bền là như này, chỉ làm được vài bữa thôi, 3 tháng thôi, xong là cơm chán chuồng luôn, đi chơi Vâng, cảm như thấy sang đó là hết giá trị lợi dụng phải không giống cô? như mà ai mà cho con đi sang nước ngoài phải cái đứa con ăn khôn ngoan chín chắn thì hẳn cho đi đó, mà học tiếng cho đàng hoàng hẳn đi, đang đi công ty đến dạy này, dạy đi công việc hoặc là dạy dưỡng lão hoặc là dạy của người ta làm công ty, chỉ dạy tiếng thôi, nghề không dạy, sang có làm được đâu, có nhiều đứa có làm được đâu, hắn chửi cũng chẳng biết cái gì, hắn nói chẳng biết cái gì cả, rồi là chỉ có học tiếng, tiếng học ra hồn, người ta không học được nhưng người ta biết việc người ta làm thì nó lại không nói, đằng này lại không biết tiếng, công ty không dạy, chỉ đến
ta đào tạo công nhân là phải dạy cho người ta nấu ăn, phải dạy cho người ta quét dọn, phải dạy công nhân ở trong công trường là phải làm cái nọ làm cái kia. Đằng này chỉ dạy tiếng thôi. Coi như nếu mà thuê một người đến đi dạy nấu cơm hay thuê một người đến đi dạy người ta lau nhà, lau cửa để mất tiền lương nhiều, công ty lại mất tiền nhiều. Cho nên hắn toàn có tóm tắt thôi, cho nên chứ chỉ làm khổ với người dân mình. Cô là cô nói sự thật. Cô con cô đã chia sẻ trong với con trong cuộc sống rồi khi mà các con thì cũng là một con người, năm nay cũng con cũng 24 tuổi rồi, 25 tuổi rồi, nói chung cũng là một con người đã trưởng thành và chủ ra được. Nói chung thời buổi bây giờ thì mình xã hội nó nhiều cái nó phát triển nhưng mà con người Rồi xô làm đẩy nhau để... rồi, rồi cô đang nói dở cái chỗ này. Rồi bây giờ là công nhà nước mình đấy, chỉ vì đi trước bảo lao động, chồng đi vợ đi, chồng đi thì chơi gái, vợ đi thì cặp bốn tay, rồi là ở nhà là tan cửa nát nhà, khổ đứa trẻ con tệ nạn xã hội. Cho nên nhà nước mình ấy, người ta phải mời những các cái công trưởng nước ngoài về Việt Nam. Cái thứ nhất là bán đất cho người ta, nhưng mà không phải người ta người Trung Quốc sang Việt Nam mình không thể mua đất được, mà có sở lao động người ta đứng ra, có người nhận là cái đám đất này, người ta phải lấy cái người tin tưởng đứng ra nhận cái đám đất này là tôi mua cho gang này thuê, chứ không phải là Trung Quốc sang mà mua được đất của mình đâu. Người Mỹ, Việt kiều Mỹ, người Việt Nam mình ở bên Mỹ mà về Việt Nam mình mua nhà không mua được, phải mời anh nhờ anh em người ta mua mới mua. Chứ cô này có một đứa em, đứa cháu nó lấy chồng ở Đài Loan như vậy, bây giờ về Việt Nam mua nhà ở Việt Nam, hai vợ chồng đấy mà không mua đâu, hắn nhờ cô mua này, đứng ra mua này, nó không mua được. Anh có phải hộ khẩu đây ở đây đâu mà mua được, cho dù anh chuyển khẩu về đây tôi cũng không bán cho anh được, anh chưa phải chính xác người 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 Việt Nam, anh phải sinh đẻ ở đây, sống ở đây cái thật là người Việt Nam tôi mới bán cho anh được. Thế là còn không bán được là mình bảo thằng Trung Quốc sang Việt Nam mình bán đất, người ta bán ở cô ở Đài Loan này, người Mỹ, người Pháp, người Nhật, các nơi người ta đến Đài Loan người ta mở công xưởng, Việt Nam mình sang bên đi lao động, người ta cũng bán theo thời hạn, bán 50 năm, 60 năm hết thời hạn. Anh không ký nữa thì anh khênh khênh làm sao được công xưởng về, về về bên Trung Quốc, có hiểu không? Tức là cái thứ nhất là nhà nước người ta thu được thuế, dân mình không phải đóng thuế. Cái người ta thu người nước ngoài là thuê thu nhiều thì mình không phải đóng thuế, dân mình đỡ phải đóng thuế. Cái thứ hai, con em mình có công ăn việc làm, đó ăn được cả đôi được. Nhưng mà cái bọn phản động ạ, là anh đến là anh bảo là bán đất cho Trung Quốc, rồi là anh đến phá những các công xưởng, là anh giết người dân Việt Nam mình rồi, không công việc làm rồi. Bây giờ con cô đi làm ở công xưởng ở Việt Nam ấy, tháng nó cũng được 10 triệu đúng không, chạy sang nước ngoài đi làm được có 10 triệu, 20 triệu, 15 triệu đó, thì hết ở nhà 10 triệu gần vợ gần con không hơn à, đúng không? Thế là cái Tức là cô bây giờ cô tức là bây giờ cô đang ở bên nước nước cô nào, cô Đài Đài Loan, cô Đài Loan, cho nên Loan ấy, bên đó hơn bên mình, thời gian bên đó hơn bên mình mấy tiếng cô? này cũng rất nhiều, mà nếu mà có phản động anh đánh chết, không có chuyện đơn giản đâu. Bên này á, Bên đó thì cô này này, chính cô đội cái đội phụ nữ của các cô ở bên Đài Loan này, 15-20 đứa. Cái hôm mà nghe cái thằng Duy Tân mà sang sang bên Đài Loan đấy, các cô thuê 15 thằng đầu gấu Đài Loan, mà toàn có những cái thằng mà nhìn như Liên Xô, nó cao 1m78, đi lửng lửng giữa trời ấy. Anh bảo là anh mang cái bì ở trong đấy là anh bỏ thuốc mê rồi, anh mà anh bảo bắt được vứt vào đấy là anh mê rồi, anh không biết gì nữa, vứt cho cá sấu ăn không cần phải giết. Nhưng bên anh có cái hồ nuôi cá sấu, tội gì? Cho nên là cô nói thật với cháu chứ, cái bọn này là anh muốn lật đổ nước mình để anh dắt cái bọn ông Đào Minh Quân với lại dắt cái người Mỹ không bao giờ nó nghe chúng nó nữa. Bởi vì hắn đã bị một cái nhổ neo về rồi, cho nên không bao giờ nó tin chúng nó nữa. Ngày xưa thằng Mỹ đang nửa ở Việt Nam mình cấp súng, cấp đạn, cấp xe tăng, cấp máy bay cho nó, đứng nhất Đông Nam Á vũ khí của nó, mà nó chẳng cộng sản có cái gì, có cái khẩu súng trường có cái gì đâu. Sau đánh đuổi nó thì mình mới lấy được xe tăng, mới lấy được máy bay, cho mình có cái gì, có mấy cái máy bay của Liên Xô mà có người ngồi đấy, đèo được 4 viên đạn có cái gì. Sao người ta thắng được mình? Mà đi bộ đội ấy, nhà cô 7 người đi đấy, có người nào được cái đồng lương của nhà nước bao giờ đâu, làm gì có lương. Nhà nước nó cho một tí tiền ấy, mua cái khăn cái khố, con gái đi mở đường như chị gái nhà cô đi đi mở đường thì được cái mấy cái mét vải màn làm đồ con gái, có cái gì
được cái gì? Đấy là lòng yêu nước người ta, cái trách nhiệm của mỗi một người công dân Việt Nam, phải mỗi một người Việt Nam là phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Đấy là cái trách nhiệm của mình, nghĩa vụ của mình. Kể cả cô này, bây giờ Việt Nam mình chiến tranh người ta gọi về các cô phải cầm súng dân quân, vừa làm ruộng vừa vừa là sao không làm được, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, sợ sao không đánh được. Anh thân quân người cộng sản, cô nói này, cái nước Việt Nam mình mà cái bọn Việt Nam Cộng Hòa mà về giải phóng cộng sản á, Trung Quốc có thắng ở cái bọn này cộng sản Trung Quốc sợ người Việt Nam, cộng sản Việt Nam mình. Ngày xưa anh cô đánh ở năm 79, đánh ở trên Lạng Sơn này. Mới đầu tiên nó đánh nhau với du kích, có bộ đội đâu, toàn du kích không à, đánh nhau du kích. Sau lần đánh vào gần đến chỗ xuống dưới cái gì đây, cái gì nhỉ, cái gì Hà nhỉ, Hà Giang rồi, là mình ở trong Nam mới kéo ra. Nên Hà Giang là bộ đội đóng quân ở đấy. Sau là ở cái ở trên đảo biên giới mà anh đánh qua rồi đấy, là một mình là ở dưới hầm, cháu hiểu không, ở dưới hầm đấy, Dạ khi là qua rồi thì đấy là đội mình đi lên, cái bọn mà cầm súng nó đi hết rồi, còn cái bọn tải đạn nó đi đằng sau thôi, thì bị bộ đội mình đi lên thì bắt bọn mà tải đạn xong, nhưng đấy là cắt cái đuôi của nó, bắt xong rồi với khi là cài mìn này, cài chông này, đánh sập cầu này, thả dây điện lưới xuống, đến khi mà nó về đấy, đến đi đến đấy nó quay về, bộ đội mình tấn công đằng đấy, đằng sau mình tấn công rồi, đằng sau tấn công nó rồi, đằng trước tấn công nó quay về. Trên thì trên trời thì mình mới bay, mình bỏ bom xuống, nó quay về thì xuống, đi đến đâu thì bị bom mìn nổ đấy, lúc đó là xuống xe tăng của nó rồi người lội qua sông đây này, điện Việt Nam mình chập điện cho chết sạch, có còn sống được nữa nào về, còn bọn nó bắt huynh thôi, chẳng cái bọn nó không được sống hết. cô mày cơm đi rồi lúc nào mà có dịp thì cô cháu mình ta nói chuyện nhiều hơn cô nhé. Ừ, thôi nha. Cô ăn cơm rồi đói bụng. Chào các bạn nha.